chào các bạn đang xem kênh du lịch và cuộc sống nha. Còn 2 ngày nữa Tết rồi, mình tranh thủ đi hớt tóc. Mấy ngày nay bận quá không có đi hớt được. Mình có quay lại quá trình hớt tóc, bây giờ mời cả nhà cùng xem nha. Đây là tiệm hớt tóc của anh Xuân, nằm ngay Bùng Binh, Phú Lợi và Trần Hưng Đạo. Ở đây chỉ có mình anh Xuân là thợ cắt, nên đôi khi đợi hơi lâu một chút.
chôn nhau. Sao ta không hiểu cho nhau, anh yêu em rất vô bờ, đợi chờ là bóng thay như cún con. Bên em anh rất vui, chia tay thấy ngậm ngùi, ra đi anh lưu luyến hình bóng em mà thôi. Dù bàn chân anh bước mà hồn sao trắng rơi, đợi anh vui nơi ấy sông bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và giờ trong duyên kiếp sẽ trong đời ta có đôi. Dù bàn chân anh bước mà hồn sao trắng rơi, đợi anh vui nơi ấy sông bên em qua kiếp người. Hãy tin anh một lần, thế gian kia muôn trùng, và giờ trong duyên kiếp sẽ trong đời ta có đôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.